Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình chính phủ đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện cùng thời điểm lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp với tỷ lệ tăng chung 15% so với mức hiện hưởng của tháng 6 năm 2024. Mức tăng 15% căn cứ nghị quyết 104 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm nay, phù hợp chỉ số CPI cũng như cân đối ngân sách và nguồn quỹ bảo hiểm xã hội. Dự kiến tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng cho hơn 1,3 triệu người, quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo hơn 12.500 tỷ đồng cho 2,36 triệu người.